Sở Hải Nhân, anh đang làm gì với áo lót của tôi vậy? Chết tiệt, quên khóa cửa rồi. Trời ơi, xấu hổ quá đi mất. Sáng sớm tinh mơ, tên này lại dám làm chuyện đó với áo lót của tôi. Bị bắt của Tang rồi, giờ phải làm sao đây? Tất cả là lỗi của cô đấy. Phu quân, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói nhé. Tại nàng đẹp quá nên mới thế. Nàng như tiên nữ trên trời, chỉ có thể ngắm từ xa mà không thể chạm vào. Còn ta chỉ là kẻ phàm phu, vừa tỉnh dậy thấy áo lót của nàng, ta thực sự không kìm lòng được nên mới nghe người khen mình đẹp. Giang Thanh Mộng trong lòng cũng thấy vui vui. Đúng là kẻ vô liêm sỉ, còn dám đổ lỗi cho ta. Tuy ta không cho anh chạm vào là sai, nhưng việc ta đẹp đâu phải lỗi của ta chứ. Nông tử, nàng cũng đâu muốn ta đi ăn chơi bên ngoài đúng không? Đúng vậy, không thể để anh ấy suốt ngày đi lầu xanh được. Không chỉ làm xấu danh hầu phủ, vạn nhất còn nhiễm bệnh lung tung về đây thì phiền phức lắm. Ta biết nàng sẽ không tha thứ cho ta, nhưng ta thực sự không thể ngăn được tình cảm với nàng. Thanh Mộng, nàng muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, dù có bị chém thành trăm mảnh ta cũng cam lòng. Nhìn anh ấy với vẻ mặt cam chịu như vậy, bỗng nhớ đến lời Nhược Thanh Loan nói trước đây. Sở Hải Nhân thân thể cường tráng như rồng hổ, nội hỏa mạnh mẽ, nếu không điều hòa âm dương, một khi kích động sẽ bị hỏa ta xông lên, chảy máu cam liên tục. Anh còn muốn màu gì nữa? Chuyện gì vậy? Nàng không phải nên mắng ta, trừng phạt ta, đánh ta sao? Cô nàng này không định gài bẫy ta chứ? Ngươi đợi ta một chút. Nhưng cái này cho ngươi. Trước đây là do ta làm ngươi chậm trễ. Nàng, chắc chắn muốn cho tôi chứ? Nếu là làm bẩn thì phải giặt sạch cho tôi. Tôi còn phải mặc sau này. Anh cũng biết hầu phủ không có nhiều tiền. Ngoài ra, không được trộm của người khác đấy. Không ngờ còn được thêm nữa. Thanh Mộng, Sở Hải Nhân ông thứ gì đó trên tay, cái túi phồng lên, thi thoảng cười thúc thích. Tôi đã cho hắn một ít vàng, hắn đã cho vào túi vải. Sư tỷ, người qua đây là có chuyện gì sao? Hầu phủ có trộm. Cái gì? Tôi sẽ sắp xếp vệ sĩ tăng cường tuần tra, dám đến hầu phủ trộm đồ, thật là muốn chết mà. Đừng làm to chuyện. Tên trộm này không phải trộm thường, mà là kẻ dâm tặc. Đồ lót vơi trong sân của tôi bị mất rồi. Sở Hải Nhân, đồ khốn kiếp này, dám trộm cả đồ lót của sư tỷ nữa, sau này đừng hòng tôi cho anh mượn của tôi nữa. Sư muội, em biết tên dâm tặc là ai à? Cảm giác như quên mất điều gì đó. Rốt cuộc là gì nhỉ? Thôi, không nghĩ nữa, chắc cũng không phải chuyện gì to tát đâu. Lại có cô nàng xinh đẹp nào đang nhớ đến ta đây? Quả nhiên đàn ông không hư thì phụ nữ không yêu. Xem ra cái ghế của ta càng vững chắc rồi. Khi Hắc Phong chạy bị tiêu diệt, ta đã biết hầu phủ đã đạt được mục đích, chắc chắn sẽ cho công tử trở về. Vì vậy tần gia chủ mới lo lắng. Lão phu sao không lo được? Đã mấy ngày rồi, con trai vẫn chưa về. Em rằng không nhiều cách ít rồi. Thành chủ đại nhân, xin hãy cho lão phu 500 quân mã, phải bắt vào an hầu giải thích cho rõ. Khô đô, chúng ta hoàn toàn không có bằng chứng chứng minh công tử bị hầu phủ bắt cóc. Nếu tùy tiện động binh, chẳng phải đúng như họ mong muốn sao? Khi đó sẽ phá hỏng kế hoạch của thánh thượng. Nếu bị quở trách từ trên, ai chịu nổi không? Đoạn thành chủ nói phải lắm. Lão phu đã quá nóng vội. Với thủ đoạn và thực lực của chúng ta, chậm nhất một năm, nhanh nhất nửa năm là có thể đánh bại hầu phủ. Nhưng từ khi nào mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát? Tất cả là do tên Sở Hải Nhân đó. Từ khi hắn vào làm rể, chúng ta gặp trắc trở liên miên. Tên thứ tử vô học vô thuật, nhưng lại không đi theo lẽ thường, khiến chúng ta rối loạn đội hình. Chúng ta biết rõ hầu phủ có hai vị tông sư lục phẩm, vậy mà vẫn liều lĩnh bắt cóc cha mẹ hắn. Đây hoàn toàn là nước cờ sai lầm. Giờ muốn cứu công tử về, em rằng phải trả giá không nhỏ. Xin thành chủ đại nhân làm trung gian, để tôi thương lượng với võ an hầu về việc này. Không thể tìm vũ an hầu được, chuyện này chắc chắn không phải do ông ta làm. Giang Thanh Mộng tuy giỏi chỉ huy đánh trận, nhưng vẫn không dám đối đầu trực tiếp với nhà họ Tần. Còn về Tần Dương, chỉ là kẻ vô dụng. Ý ông là đứng sau tất cả chuyện này là Sở Hải Nhân. Chúng ta bắt cha mẹ hắn, hắn chắc chắn dám làm tất cả. Nhưng tôi không hiểu sao Giang Thanh Mộng lại ủng hộ hắn. Có lẽ tên nhóc này không đơn giản như ta tưởng. Lại một ngày tốt đẹp nữa. Rõ ràng cơ thể rất đau nhức, sao lại cảm thấy sức mạnh tăng lên nhỉ? Cô gia, tiểu thư mời ngài đến đại sảnh. Được, ta biết rồi. Tên khốn này, quần thâm dưới mắt, không phải chờ suốt đêm đấy chứ? Thanh chủ đại nhân đại giá quang lâm. Thật lệ quá, thật lệ quá. Vị này là... đây là phó thành chủ Thịnh Kinh. Ra là phó thành chủ. Không đúng, ông không phải là thành chủ Thịnh Kinh sao? Từ khi nào thành chủ lại họ phó vậy? Lão phu Tần Ngọc Như, mục đích đến đây lần này, chắc người đã đoán được rồi. Nương tử, tên của ông ta sao giống hệt lão già họ Tần kia vậy? Không phải chính là lão già họ Tần đó chứ?
sở hạ nhân, ngươi muốn thế nào mới chịu thả con ta? Tần gia chủ, ông điên rồi à? Đến hầu phủ tìm con trai, đây đâu phải cô nhi viện. Thật buồn cười, tự mình đánh mất con trai lại đến hỏi ta. Lần sau mất cha có phải cũng đến tìm ta không? Ngươi, chẳng lẽ ông còn muốn động thủ ở đây? Đến đây, đánh ta đi. 3 ngày nữa nếu ta không gặp được Bạch Y, đừng trách lão phu liều mạng. Bình tĩnh nào, Tần gia chủ cũng biết đấy. Đất phong của hầu phủ rộng lớn, tìm một người như mò kim đáy bể, tốn công tốn sức lắm. Ông xem. Lão già này keo kiệt thật, mới cho có 20 vạn lượng. Nương tử, trà này đã biến chất rồi, còn dùng để đãi khách sao? Hầu phủ thiếu tiền đến thế sao? Hê si, hầu phủ hết tiền rồi, chúng ta sắp không có cơm ăn nữa. Các ngươi đừng quá đáng, đừng thách thức giới hạn của lão phu. Còn nói gì giới hạn, thế mà lại cho thêm 20 vạn lượng nữa. Tần gia chủ yên tâm, chúng tôi sẽ đi tìm người ngay, đảm bảo trong vòng 3 ngày Tần công tử sẽ xuất hiện sống sờ sờ trước mặt ông. Hy vọng là vậy. Anh thật sự định thả Tần Bạch Y à? Đương nhiên rồi, nam tử hán đại trượng phu, buôn lời đã nói là làm. Nhìn vẻ mặt của quyết của sở hạ nhân, Giang Thanh Mộng không tin một chữ nào hắn nói, bởi vì nàng chưa từng thấy ai thủ dai như hắn. Ta không tin anh sẽ dễ dàng tha cho Tần Bạch Y như vậy. Ta có thể thề với lương tâm nào? Thề với lương tâm của ta. Sở hạ nhân, miệng lưỡi anh giỏi thật đấy. Có muốn thử vào tối nay không? Nàng xem, ta lại kiếm được 40 vạn cho hầu phủ rồi, có nên thưởng cho ta một chút không? Thưởng anh đi chơi thuyền hoa nhé. Ta có phải là loại người đó đâu. Hầu phủ hiện giờ không được khá giả, làm sao ta có thể đi những nơi sang trọng thế được? Vậy đến câu lan nghe ca nhạc nhé. Vô sỉ, hạ lưu. Sở hạ nhân, ta đã đưa áo lót của mình cho anh rồi, sao anh còn đi trộm đồ lót của sư tỷ? Hả? Ta mà đi trộm đồ lót của cô nàng băng sơn đó á? Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe giáp vào cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.